Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Nhật Ân Phú và tôi là Biên. Thưa toàn thể quý anh chị, thì ngày hôm nay Biên sẽ cùng chia sẻ với anh chị một video ngắn về cái thực trạng và một số những góc nhìn cá nhân của Biên về quá trình đầu tư tại thị trường Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng này. Thì trước khi đi vào câu hỏi này thì chúng ta cùng quay trở lại thực trạng một chút của thị trường chung của những cái thị trường vùng ven của thành phố Hải Phòng như Thủy Nguyên, như An Dương, như Dương Kinh, như Kiến Thụy hay là Tiên Lãng, Vĩnh Bảo. Thì hầu như toàn bộ các thị trường đều coi như là đang đi vào cái ngưỡng giá đi ngang và cái tính thanh khoản thì giảm đáng kể, giảm rất là nhiều. Và những cái thị trường mà có tính đầu cơ và sốt nóng trong cái thời gian ngắn vừa rồi thì rõ ràng là ghi nhận cái sự áp lực xuống giá một chút và đâu đó thì cũng dao động xoay quanh cái mốc là 10%. Đây theo những cái tìm hiểu và những cái hiểu biết, cái tìm hiểu của Biên là như vậy. Và thị trường Thủy Nguyên của Biên thì cũng như thế này. Nhưng mà rõ ràng là thị trường Thủy Nguyên thì có được những cái sự kỳ vọng của nhà đầu tư xét trong mặt thời gian sắp tới và lâu dài, Biên nghĩ là nhiều hơn các thị trường khác. Đó là đặc điểm của thị trường Thủy Nguyên. Vì vẫn còn đâu đó cái câu chuyện đến năm 2025 là Thủy Nguyên sẽ lên thành phố trực thuộc thành phố trung ương. Đó là những câu chuyện tiếp theo và vẫn còn rất nhiều những cái hạ tầng của Thủy Nguyên sẽ hoàn thiện trong thời gian tới mà đã có những kế hoạch để làm. Ví dụ như là cây cầu huyết mạch Nguyễn Trãi kết nối Thủy Nguyên đi các cái khu vực sang phía đường cao tốc, đường bộ, rồi đường hàng không, đường cảng, rồi là có câu chuyện cầu rừng, rồi là câu chuyện là cầu đụn ở phía Lại Xuân và cải tạo tuyến đường 352, rồi là việc đưa vào sử dụng tuyến đường 10 hay là tuyến đường 359 hết cái giai đoạn 2, rồi rất nhiều các cái tuyến đường dành cho nông thôn mới kiểu mẫu nữa mà đâu đó cũng có những chỉ tiêu 8 xã trong cái giai đoạn tới này. Và đặc biệt là còn chờ rất nhiều những chính sách, những cái ưu đãi có thể giúp cho Thủy Nguyên cất cánh cả về mặt kinh tế, về mặt hạ tầng. Rồi là gần đây nhất trong cái việc mà cuối năm nay rồi vào quý 3, quý 4 này chẳng hạn thì cũng đang kỳ vọng một cái sự kiện, đó là cái việc động thổ trung tâm hành chính của thành phố hay là trung tâm hội nghị biểu diễn của thành phố ở bên phía Thủy Nguyên này, hay là cái việc mà cái khu dự án rất là hot và siêu hot ngay cái tuyến đường Đỗ 10, đó là dự án Hoàng Huy New City cũng được khởi công trong cái giai đoạn này, hoặc là bản thân cái tuyến đường Đỗ 10 kéo dài nên sát với tuyến đường 9C nữa. Tức là nó còn rất nhiều những dư địa và kỳ vọng. Vì thế nên tại sao mà thị trường Thủy Nguyên có rất nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng, đang chờ trong cái thời gian tới. Thì đó là một số những nét của thị trường hiện tại. Còn đứng dưới góc cạnh đầu tư cá nhân chẳng hạn, thì Biên đang quan sát thị trường Thủy Nguyên thấy có hai luồng. Một số nhà đầu tư vì là chấp nhận là cái phân khúc đầu vốn đầu tư vừa phải, họ lên các cái vùng xa, những cái vùng mà trên mạng từ Cao Nhân chạy về phía Lại Xuân hay một số vùng nằm ở phía Gia Minh và Gia Đức, thì những khu vực này đã bắt đầu biết thì bắt đầu nhà đầu tư bắt đầu quan sát và tìm hiểu trở lại. Nhưng mà rõ ràng là những khu vực này anh chị nên sẵn sàng cái tư tưởng là có thể là chúng ta sẽ phải đầu tư trong dài hạn nếu như có các biến cố, và cũng khuyến nghị rằng quý anh chị nên đầu tư ở những trục đường mà đi lại thuận tiện và đặc biệt là ô tô phải ra vào thoải mái. Những cái khu vực mà ô tô không vào được thì rõ ràng sẽ rất khó có cơ địa để mà tăng trưởng trong cái đoạn tiếp theo này. Và một cái phân khúc tiếp theo, cái dòng thứ hai là những quý nhà đầu tư mà đầu tư ở các cái vùng gọi là trung tâm, tức là tính từ khu vực loanh quanh cận núi đèo này hất về phía cầu Hoàng Văn Thụ hay là cầu Nguyễn Trãi. Đây là cái khu vực mà có nhiều cái dư địa, có nhiều cái sự phát triển và thay đổi về hạ tầng trong cái thời gian sắp tới và thời gian lâu dài này, vì nó là cái vùng giáp với lại thành phố. Và cái khu vực này thì rõ ràng là tính thanh khoản sẽ cao hơn so với lại cái khu vực mà phía vùng xa trên kia. Và trong cái giai đoạn của thị trường bất ổn này thì để nếu mà ưu tiên tính tính an toàn thì rõ ràng khu vực trên này là một sự lựa chọn không tồi. Và một trong những cái phân khúc mà Biên thấy rằng còn khá ổn theo cái quan điểm cá nhân của Biên, đó là các cái trục mặt đường chính ở Thủy Nguyên này. Mà cụ thể là Thủy Nguyên sẽ còn hai cái trục chính là cái trục tuyến đường Máng Nước hay cái trục chính đường 359. Vì đây là hai trục huyết mạch của huyện Thủy Nguyên. Và hiện tại thì với cái ngưỡng bên trong các tuyến trong bình bình thường bên trong
như là bên trong của Quang Minh hay là Gò Gai hay Cửa Trại thì hầu như cũng đều tiệm cận quanh cái mốc ngưỡng giá 45 đến 50 triệu. Và đây là hàng thường, hàng bình dân nhé quý chị. Thì rõ ràng là có thể nhìn thấy rằng cái tuyến các tuyến mặt đường chính với ngưỡng giá hiện tại mình nghĩ là khá còn hấp dẫn và còn cái cơ địa. Ngoài ra thì những cái trục đường chính này thì nó luôn luôn còn những cái tính có cái tính khan hàng vì cái giá trị sử dụng rất là cao và không phải là người ta sẽ bán ồ ạt và cũng không tạo thêm được các quỹ hàng về các trục chính này. Vì vậy nên là nó luôn luôn có những cái tính khan hàng. Ngoài ra thì vì cái tính sử dụng của nó có, chúng ta có thể tạo ra các cái dòng tiền trong cái giai đoạn mà thị trường chứa đựng những bất ổn như thế này. Và ngoài ra nữa thì với những cái dọc trục đường chính này thì cái cơ hội mà bảo toàn vốn và bảo toàn an toàn thì biến nghĩ là nó sẽ cao hơn cho các nhà đầu tư trong cái giai đoạn mà có nhiều cái bất ổn và xáo trộn này. Thì đó cũng chỉ là một số những quan điểm cá nhân của Biên mà thôi. Và cũng giống như một lời bài hát đang rất là nổi tiếng bây giờ là nghe thì cứ nghe, mà sai thì hãy bỏ đi, vì đâu ai đúng hết mãi được đâu, đúng không ạ? Thì Biên cũng chia sẻ như vậy, những quan điểm góc nhìn cá nhân của Biên. Và nếu anh chị có những phản hồi, có những bình luận thì có thể comment dưới những video này hoặc có thể contact liên hệ với Biên để cùng trao đổi, cùng thỏa thuận, cùng giao lưu qua số điện thoại 0904 060 345. Sẽ rất vui khi được giao lưu cùng làm quen cùng toàn thể quý anh chị. Chúc quý anh chị có những sự lựa chọn sáng suốt khi đầu tư vào thị trường Thủy Nguyên Hải Phòng. Đừng quên đăng ký kênh Nhà Đất An Phú để cập nhật những thông tin, những diễn biến về thị trường bất động sản tại Thủy Nguyên một cách nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra thì để theo dõi một số những dự án hot và siêu hot sẽ được triển khai tại Thủy Nguyên trong những thời gian tới này, đặc biệt là dự án Hoàng Huy New City. Nếu anh chị quan tâm hãy liên hệ với Biên, liên hệ với An Phú. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong video tiếp theo. Nhà khoa Hina Thủy Nguyên hãy luôn cười tươi mỗi ngày. Địa chỉ 151 Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Hotline 0901 802 888.